Dạ vâng, cửa hàng Nugoco Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại về tiếp tục thêm một cây cưa xích hàng siêu tầm, cưa xích hút Mana 236, máy móc cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhé. Các bác xem là con này đánh giá được khoảng bao nhiêu phần trăm. Các bác nào mà xem video của bên em ưng ý những sản phẩm nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 để tham khảo cũng như để đặt hàng các bác nhé. Đó, số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi, hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em để đặt hàng, em cũng xài Zalo số đó luôn. Còn máy móc thì bên em trên video quay như thế nào thì em cũng nói rõ trên video luôn nhé. Đó, hôm nay thì quay lại chủ đề chính, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em về được một con cưa sưu tầm cực kỳ đẹp các bác nhé, hệ hàng Thụy Điển. Công suất con này là 38cc các bác nhé. Máy móc nguyên zin từ A tới Z cho các bác luôn. Cực kỳ đẹp các bác nhé. Làm này quá là xuất sắc rồi nha. Làm xích là nguyên zin của nó. Con này thì mắt xích thì chắc em nghĩ là nó còn khoảng 99% nữa. Em nghĩ chắc chủ người ta quên không sử dụng. Con này là 236E, có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo luôn các bác nhé. Bồ các bác nhìn đẹp không ạ? Trắng phau. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhé. Đây, thông số của nó đây. Em cho các bác xem. Hút Mana 236, 236E. Hiện tại trên thị trường sẽ có là hệ 236 và 236E. 236 là hệ không có trợ lực, và 236E là hệ có trợ lực các bác nhé. Công suất là 38cc, cân nặng 4,7kg là đầu máy không. Còn cả lam mà nữa thì em nghĩ là chắc khoảng 5kg. Con này để có luôn là núm bơm xăng nhé. Còn núm bơm xăng này, đó, e gió tự động tích đấy, cực kỳ tiện lợi đúng không ạ? Cần công tác đây, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở. Đó, quay cho bác xem cực phẩm. Con này sinh năm 2018 các bác nhé, 2018. Đó, hàng Sweden, là hàng Thụy Điển. Cho bác xem chi tiết luôn. Các bác nào được liên hệ thì có thể nhắc máy lên và liên hệ trực qua cho em để đặt hàng. Con này là hàng chuẩn Thụy Điển luôn các bác nhé, chuẩn chính hãng của Thụy Điển. Đây là các bác không phải lan tăn, cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những sản phẩm chính hãng nguyên zin bãi, hàng chuẩn. Đó, test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhé. Em vừa test nổ cho các bác nghe qua. Vừa nãy thì em để gang ti nó hơi bé thôi, thì cái đấy thì căn chỉnh thì nó cũng được các bác nhá. Căn chỉnh lên thôi, siết là gang ti nó sẽ khỏe lên và nó sẽ nổ sẽ êm hơn. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua để đặt hàng. Số điện thoại của nó để trên màn hình rồi các bác nhá. Các bác ở đâu thì em có thể ship được hết. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Đó, chỉ khoảng tầm 5 ngày đủ lại thì em sẽ ship đến tận nơi cho các bác luôn. Đó, rồi, em chào các bác, hẹn các bác ở phía sau.